Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày 2 tháng 9 năm 2021. Hôm nay chúng tôi sẽ có những tin chính sau đây. Việt Nam lên tiếng nhắc khéo việc Trung Quốc yêu cầu tàu nước ngoài báo cáo, dọa có quyền đuổi tàu. Giàn khoan PV Drilling 1 sắp được chuyển cho liên doanh Việt-Nga Vietsopetro. Việt Nam-Tây Ban Nha, quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển. Nga bí mật mua công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Và sau đây là những thông tin chi tiết, thưa quý vị. Việt Nam lên tiếng nhắc khéo việc Trung Quốc yêu cầu tàu nước ngoài báo cáo, dọa có quyền đuổi tàu. Việt Nam vừa nhắc khéo Trung Quốc ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về luật hàng hải mới của Trung Quốc, yêu cầu tàu nước ngoài phải khai báo nếu đi qua lãnh hải mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Theo đó, Việt Nam đề nghị các nước, trong đó tất nhiên bao gồm cả Trung Quốc, tuân thủ các điều ước quốc tế khi ban hành luật biển. Phản ứng của Hà Nội về diễn biến mới ở Biển Đông cũng khẳng định lập trường Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Phía Trung Quốc yêu cầu các tàu nước ngoài đều phải cung cấp thông tin liên quan đến tên gọi, vị trí, hàng hóa, thời điểm cập cảng dự kiến, tín hiệu gọi tàu, thậm chí là bất kỳ chi tiết nào có thể gây nguy hiểm hay đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc. Trả lời báo chí, nêu phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc chính thức thi hành luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thể hiện sự thông minh, khôn ngoan khi nhắc khéo Bắc Kinh về thượng tôn pháp luật ở Biển Đông. Các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 chính là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương. Do đó, bất cứ quốc gia nào khi ban hành các văn bản nội luật liên quan đến biển đều phải nhớ rằng mình là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và phải có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ những quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Động thái của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra là rất kịp thời. Rất nhiều chuyên gia trong nước, quốc tế đều chia sẻ nhận định rằng khả năng rất lớn, chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như phía quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ tiến hành áp dụng luật này ở Biển Đông, Biển Hoa Đông. Luật an toàn giao thông hàng hải mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua tại kỳ họp thứ 28 và được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2021. Đây là bản sửa đổi luật an toàn hàng hải thông qua năm 1983 và đã sửa đổi năm 2016. Luật mới bao gồm 10 chương và 122 điều, so với bản sửa đổi trước đó gồm 12 chương và 53 điều. Theo luật mới, nếu các tàu nước ngoài không khai báo từ tên, hô hiệu, vị trí và bất cứ loại hàng hóa nguy hiểm nào trên tàu theo yêu cầu, cơ quan quản lý hàng hải Trung Quốc sẽ áp dụng các điều luật, quy định, quy tắc và những điều khoản liên quan để xử lý. Giới quan sát đều cho rằng việc ban hành luật này của Trung Quốc mơ hồ, vô lý, làm phức tạp tình hình Biển Đông, gây nguy cơ leo thang căng thẳng ở khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Công ước quốc tế về luật biển năm 1982 quy định, tàu thuyền quốc tế được di chuyển xuyên suốt, thông thoáng và nhanh chóng, vô hại trong lãnh hải mà không làm phương hại đến hòa bình, trật tự hay an ninh của quốc gia ven biển. Đồng thời, Công ước quốc tế về luật biển cũng quy định rõ ràng, các quốc gia ven biển không được quyền cản trở việc đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài, không được phép yêu cầu các tàu thuyền nước ngoài đi qua lãnh hải của mình phải xin phép hoặc thông báo trước. Giàn khoan PV Drilling 1 sắp được chuyển cho liên doanh Việt-Nga Vietsopetro. Hiện nay, giàn PV Drilling 1 đang được sử dụng trong chiến dịch khoan của công ty liên doanh điều hành Cửu Long tại lô 15-1, ngoài khơi vùng biển Việt Nam, sau đó sẽ được chuyển sang cung cấp cho Vietsopetro. Theo hợp đồng đã ký, chương trình khoan của Vietsopetro sẽ bắt đầu từ trung tuần tháng 9 năm 2021 tại lô 091 với 2 giếng chắc chắn và 1 sửa giếng tùy chọn. Việc ký hợp đồng với Vietsopetro đã đảm bảo giàn PV Drilling 1 được khai thác liên tục, giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các hợp đồng. Được biết, giàn PV Drilling 1 là giàn khoan biển tự nâng đầu tiên của PV Drilling. Giàn đạt thành tích 0LT1, không để xảy ra sự cố gây mất thời gian lao động trong suốt 14 năm hoạt động. Giàn khoan PV Drilling 1 có khả năng thi công giếng khoan có độ sâu lên đến 25 feet, tương đương 7.600 mét. Và tối đa chứa được 120 người cùng tham gia làm việc trực tiếp trên giàn. Báo cáo cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2021, hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng của PV Drilling 1 đạt 3,06 giàn. PV Drilling 1 đang cho thấy những dấu hiệu khả quan.
giá dầu thô Brent trung bình đạt 75 USD trên một thùng trong tháng 7 năm 2021, tăng 2 USD trên thùng so với tháng 6 năm 2021 và tăng 25 USD trên thùng so với thời điểm cuối năm 2020. Giá dầu tăng nhờ vào việc giảm lượng hàng tồn kho với bình quân 1,8 triệu thùng trên ngày trong nửa đầu năm 2021 và duy trì ở mức 1,4 triệu thùng trên ngày vào tháng 7 năm 2021. Theo dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, lượng tồn kho này sẽ được duy trì đến cuối năm 2021 với giá dầu trung bình dao động quanh mức 72 USD trên thùng. Đây sẽ là mốc hỗ trợ quan trọng để giá thuê giàn cải thiện và khối lượng công việc ngày càng nhiều lên, hứa hẹn một thị trường khoan sôi động hơn trong thời gian tới, phía doanh nghiệp cho biết. Hiện tại, giàn PV Drilling 1 đang phục vụ chiến dịch khoan của công ty liên doanh điều hành Cửu Long tại lô 15-1 ngoài khơi vùng biển Việt Nam. Ngay sau khi kết thúc chương trình khoan của công ty liên doanh điều hành Cửu Long, giàn sẽ chuyển sang cung cấp cho Vietso Petro. Việt Nam, Tây Ban Nha, quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển. Ngày 1 tháng 9, tại thủ đô Madrid của Vương quốc Tây Ban Nha, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày 2 tháng 9 năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và quy định của sở tại trong việc phòng chống dịch bệnh, lễ kỷ niệm được tổ chức gọn nhẹ nhưng trọng thị, trang nghiêm tại trụ sở Đại sứ quán với sự tham gia của toàn thể các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Sevilla, đại diện hội gia đình có con nuôi Việt Nam cùng đại diện bà con cộng đồng đang sinh sống tại Madrid. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Hoàng Xuân Hải nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của ngày 2 tháng 9, nêu bật những chiến công hiển hách của Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước 76 năm qua, đặc biệt là những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước trong 35 năm qua, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển năng động, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể, sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên, vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Nga bí mật mua công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Các cuộc điều tra đã làm lộ sáng nhiều kế hoạch mua sắm mà tờ tạp chí này mô tả là bất hợp pháp của Nga trong những năm gần đây, nhắm vào các mặt hàng từ thiết bị lặn nhạy cảm, thiết bị lưỡng dụng đến các bộ phận được sử dụng trong các thiết bị nhìn đêm và ảnh nhiệt. Theo nguồn tin quốc tế cho biết, đây không phải là một trường hợp cá biệt. Người Nga từ lâu đã dựa vào các kế hoạch mua sắm bất hợp pháp để có được các công nghệ nhạy cảm của phương Tây. Hoạt động này dường như đang gia tăng, làm suy yếu lợi thế quân sự của Mỹ và ngăn chặn các mối đe dọa an ninh đối với Nga. Bất chấp các chương trình hiện đại hóa quân sự và thay thế nhập khẩu đang diễn ra, Nga vẫn phải vật lộn để sản xuất một số công nghệ, linh kiện và thiết bị nhạy cảm. Điều này khiến Nga phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, thường là phương Tây. Nhưng các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của phương Tây hạn chế xuất khẩu các thiết bị như thế. Trên thực tế, một quan chức thực thi pháp luật cấp cao của Mỹ nói rằng chính phủ Mỹ đã nhận thấy sự gia tăng các nỗ lực bất hợp pháp của Nga nhằm mua hàng hóa lưỡng dụng được kiểm tra chỉ trong năm qua. Trong trường hợp của Intertech, chính phủ Mỹ cho rằng công ty đã không xác định được FSB của Nga là người dùng cuối cùng của 5 lô hàng dụng cụ khoa học vào năm 2015 và năm 2016. Một số lô hàng được cho là đã được chuyển đến Viện Khoa học Hình sự, một đơn vị của FSB,